Hiệp 2 đã lên anh em ơi, hiệp 2 của đêm ngày mùng 7 tháng 6. Hiệp 2 vẫn cứ lên 10 sao lòng, khi nào anh em cảm thấy no đủ là alo em nhá, để em khỏi lên. Thực sự thì thỉnh thoảng em cũng chỉ có ôm một lô về để đáp ứng cho anh em thôi, chứ không phải khi nào có phù du để bán cho anh em đâu. Tối hôm nay em lên hiệp 2 thì áo M65 thập cẩm là dành cho người từ 70 đến 80 kg, có ACU, có rần ri, có sa mạc nha anh em. Anh em ưng mã nào cứ gọi điện cho em, số điện thoại là 0911 337 139. Ưng là gọi ngay, đừng có nhắn tin nha. Em nhắn tin là ngoại trừ khi mà ông chồng bắt một máy, em bắt một máy, em rỗi em mới thấy tin nhắn thì em đọc thôi. Còn thực sự là người ta gọi liên tục, em cứ bắt liên tục như vậy thì thời gian anh em đã được chốt mà lại không chốt, anh em lo nhắn tin thì người khác tuốc mất tiêu. Rồi, em xin cảm ơn. Đây là con sa mạc. Trời ơi, cái lô này em báo cáo anh em, nó mới và nó đẹp tuyệt vời. Nó mới kinh khủng, không cần phải báo cáo luôn. Tức là lên like là em khỏe re như bò kéo xe, chỉ lên là báo đồ mới và phần trăm nữa là đọc giá thôi. Không phải con này nó mới mà cái chất vải của nó này, em cho anh em cận cảnh cái nền vải của cái con này, nó lì không? Con này là mới nói 100% thì nó thiếu cái hộp, chứ con này là 98% đối với em. Thậm tệ cái dây râu của nó vẫn còn như thế này là anh em biết cái tay cầm của cái quai cổ mấy bao nhiêu con M65 mà còn cái dây này. Thực sự được bao nhiêu con em nói không còn luôn, nhưng không phải là bao nhiêu con nha. Dây còn thẳng thớm như thế này thế mà. Rồi, con này em cho là 98%. Size medium railer, size đẹp, size vàng. 70 đến 80 kg, medium là 70 đến 80 kg. Con này dài 81. Medium là 70 đến 80 kg. Và railer là cao 1m7 đến 1m74. Anh em nhìn cái dây của nó này. Em review cho anh em thấy cái cọng dây. Cọng dây mà mới 100% là khi mình cầm như thế này, nó có sự co giãn nha anh em. Có sự co giãn tuyệt đỉnh của nó, là đang còn rất mới, chưa có sử dụng nha. Còn mà khi nó giạt ra rồi á thì là wow, không có gì để báo hết. Con này 2.3 triệu, mã 44. Hôm qua em bán con kia 1.8 triệu, nhưng mà bị dơ nha, vẫn bị dơ nha. Con này là không có một tì vết gì hết, không có tì vết gì hết. Hàng đời mới sau này là không có cái vê nha em, để ý giùm em à. Chơi con này mới là chất này. Chơi một con này là phải nói là chắc. Ông này ông cấp tem lên rồi mà ông đã sử dụng hay chưa, em còn nghi ngờ ông này quá. Nghi ngờ ông này đã sử dụng hay chưa nữa đó. Quá đẹp luôn. Ai chốt con này chốt cho em 2.200.000, 300.000 chứ, mã 44. Tiếp một con ACU này. ACU, con này cũng vậy anh em, nhìn cái tem nha. Nè, tem như râu cá trê á. Như một cái râu cá trê. Thân nhựa, cổ nhựa nha anh em. Tem còn mới kẹn luôn này. Size medium railer, medium 70 đến 80 kg và cao 1m7 đến 1m74. Dài áo 81. Không có gì để báo hết nha. Báo cáo anh em không có gì để báo hết nha. Nó mới quá, 98% luôn. 1.500.000, mã 48. 1.500.000, mã 48. Đâu rồi cái cọng, đâu rồi? Đây, cho anh em xem cái cọng sợi của nó này. Đó. 1.500.000, mã 48. Hai con bằng size nha. Hai con này bằng size nhau này. Con này cũ hơn anh em. Con này cũ hơn à. Con này cái dây cũng đang còn đẹp luôn, nhưng mà áo này nhìn nó cũ hơn. Hay là do em nhìn cũ rồi không biết.
Con này là size medium short. Anh em nào cao dưới 1m7 là chốt con này ha. Medium short. Nghe cái chữ short cuối cùng là anh em biết nó ngắn rồi. Để em coi cái mũ này. Anh em nhìn cái mũ và cái áo nha. Đó. Cái mũ và cái áo này. Nó có cũ hơn không anh em? Áo vẫn cũ hơn này, nhưng mà cái màu này nó như thế này ấy. Rồi em đo chiều dài của áo này. Dài áo là 78. Bây giờ thấy là cũ cũ một chút là ta phải tìm nha. Anh em nhìn cái chất vải của nó giùm em này. Không? Lì không? Lì không? Ở đây có một vết dơ rồi. Đây có một vết dơ này. Đó. Dây trên dây dưới đầy đủ hết. Ngon lành luôn á. Ống tay ok. Rồi đẹp trai. Chỗ này có một cái chấm dơ nhẹ nhẹ này. Rất là nhẹ nha. Con này rủ vải nha anh em. Vải này rất là rủ à. Ở đây mới là dơ này anh em này. Em nhìn thấy hai vết dơ đây không? Đó, vết dơ này. Em cho anh em xem cái tấm vải của nó này. Không? Chất. Chất và chất. Ống tay này bị dơ rồi anh em ơi. Ống tay này. Anh em nhìn cái ống tay bị dơ này. Chưa? Đây bị dơ này. Anh em nhìn kỹ cái bãi này giùm em nha. Đây, nguyên cái bãi này nó bị dơ này. Về giặt giùm em cái. Rồi sang bên này. Chỗ này có vết gỡ tem anh em ạ. Vết gỡ tem ha. Cái đồ mới của nó anh em nhìn này. Đây là mới. Đây là cũ. Đây mới. Đây cũ ha. Rồi 96% đồ mới. Con này chốt giùm em 1 triệu. Mã 47. 96% đồ mới. 1 triệu mã 97 nha anh em. Tem full tem này. 1, 2 tem. Con này mất tem rồi. 3 tem. Vì mất US. US đang còn. Mất tên của ông này. Ông này ông bỏ ra mất cái tên. Rồi chốt cho mấy em ha. Con này 1 triệu mã 47. Em đọc lại size này. Size medium short. Medium short 70 đến 80kg. Và cao dưới 1m7. Dưới 1m7 thì nãy em đo chiều dài anh em cảm thấy dài sao quất vậy nha. Rồi tiếp một con này anh em. Con này size medium short luôn. 70 đến 80kg. Con này có mũ này. 70 đến 80kg. Short là cao 1m6 đến 1m7. Dài áo 78 nha anh em. Con này báo cáo anh em cái đồ mới nó mới quá mà con này xù lông này. Cái dòng này có mấy cái vết xù lông nha. Mấy con kia lì còn con này xù lông nha anh em. Có cái đời sau này là nó xù lông. Anh em nhìn cái lông này. Nó xù lông xong bắt đầu nó rụng lông. Lúc đấy nó mới lì cái vải được. Thấy à, anh em nhìn thấy mấy cái này thì mình bắt đi được này. Đó, nó xù như vậy xong bắt đầu một thời gian nó rụng đi. Mình xài nó rụng đi xong rồi nó lì cái vải. Đấy là chuyện là gì? Cái kêu là vòng cái gì của đồ đó. Cái này dây dưới bị mất nha anh em. Dây trên thì ok. Em tính nói là cái chu kỳ của đồ. Đây anh em nhìn cái chỗ này này. Sau là nó rụng nó sẽ mướt như cái chỗ này này. Đó, chất vải anh em thấy vải ngang lì không? Chỗ này nó rụng rồi là nó mướt như thế này đây. Còn cái chỗ này nó chưa rụng là nó còn lù xù lông như thế này này. Đó, anh em về chịu khó đưa bàn chải chà đi là nó bay mất cái này vài bữa nó rụng mất tiêu à. Rồi con này đẹp. 97-98%. Chốt cho em con này 1 triệu 2 mã 46. 1 triệu 200 mã 46 nha em. 1 triệu 200 mã 46. Em giờ có chết cùng mạng nguyện vì được xỏ mấy con này vào rồi. Không phải là của mình nhưng mà vẫn được
được bệnh một lần rồi. Bảo là con này thân nhựa, cổ nhựa này. Con này rất là mới nhưng mà nó bị dơ. Nó mới mà nó bị dơ. Con này là sai mê đúng sọt luôn này. Anh em nhìn cái tem này. Quá đỉnh, có mũ ở trong nha. Em khỏi lôi ra vì nó lôi ra lôi vào nó lâu công. Dài áo 78 nha anh em. Con này chất vải dày luôn á. Vải ngang lì vải hết nha anh em. Trời ơi này. Dây trên dây dưới đầy đủ luôn. Con này rất là mới luôn. Quá mới luôn nè. Nhưng mà sao ở đây nó có cái vết này nè. Ở sau lưng anh em nhìn thấy không? Ở đây có một vài ba cái chấm nhỏ nâu nâu. Đây, đây anh em nhìn thấy không? Đây có mấy cái chấm nâu nâu ở trên cái vai này là gọi là vai trái. Nó vài ba cái chấm thôi. Không biết là vết này là bùn răng lên hay sao á. Nhưng mà áo cực mới. Đây, đây là đất này. Đúng rồi, bùn này anh em này, đất này. Em nhìn thấy đất không? À, đất bùn ha. Nè, bay ra rồi. Rồi. Chốt con này 1.2 triệu mã 45. 1.2 triệu mã 45 nha anh em. Mới cáo luôn. 1.2 triệu mã 45. Quá đẹp. Dây của nó này. Em kéo có khúc ra mà nó giãn này này. Không. 1.2 triệu mã 45. Tiếp một con sa mạc nha anh em. Tiếp một con sa mạc sai medium này. Hôm qua được có một con, được có một con anh em mà dành nhau mua còn nữa đâu. Hôm nay cái thằng này thì được hai con. Thằng medium này có hai con, con kia thì mới cứng. Con này cũng rất là mới nhưng mà đồ mới thua cái con đầu. Con đồ đầu là như kiểu chưa có sử dụng á. Sai medium reeler luôn. Tem này. Medium 70 đến 80 kg, reeler là cao 1m7 đến 1m74. Dài áo 80 ạ. Chất vải cái thử vải ngang anh em này. Em nhìn cái thử ngang của nó. Mấy thằng 165 này đẹp đỉnh điểm luôn á. Con này mới mà nó bị dơ này. Đó, anh em nhìn thấy một vết dơ này. Đây có một vết dơ này. Anh em thấy vết dơ đó. Trong cái túi này ra này. Ông này bỏ cái gì trong túi á. Cái này về giặt nó ra nha anh em. Cái này gọi là dơ. Ông này ăn vụng cái gì không biết nữa. Áo thì rất là mới. Dây trên dây dưới đầy đủ luôn. Cái dây của nó này như một cái râu tôm ha. Nhưng mà mới chứ kiểm tra biết đâu nó bị cái gì mình không biết được. Đây, cái vết gấp này vẫn có một vết dơ nhẹ nhẹ nha em. Có một vết dơ nhẹ nhẹ ở dưới tà đây ha. Nói chung con này là đỉnh rồi. Con hồi tối dơ hầy sao. Được cái con mới như vậy là hết đát rồi. Còn con đỉnh điểm nhất là cái con hồi này 2.3 triệu. Con nó phải nói là chắc ống nó chưa có được sử dụng luôn á. Ở trên vai ống vác cái gì dơ này. Anh em về giặt giùm em cái. Vết này là vết dơ đất thôi. Không có cứng đầu. Không có ăn nhầm gì hết à. Đây nè. Đây là dơ nữa này anh em này. Ống tay này dơ quá trời dơ này. Em dán để báo lỗi à. Ống tay dơ này. Dơ đất á. Ống này như kiểu trượt té à. Dơ đất đen, đất vàng thôi, đất đỏ thôi. Sa mạc thì sao có đất đỏ này ta? Này là đất đỏ à. Rồi vào cái đây, vào đằng trước. Đằng trước này cũng có mấy cái chấm dơ nhẹ nhẹ nữa này. Cái chấm dơ nhẹ nhẹ nha em. Ủa cái đầu khóa này nó mất tiêu rồi ta? Đầu khóa này nó chạy qua đây hả? Con này em thấy kỳ lạ đây. Báo cáo anh em này. Cái đầu khóa này á thì nó bị rụng một khúc này này. Anh em nhìn thấy trên cổ này không? Trên cổ này thì tạm thời
có đời nào mình xài được lên đây đâu, mình chỉ tới đây thì mình trần cái cúc lại đây thì vẫn không ảnh hưởng gì tới cái thẩm mỹ của cái áo hết. Cái đầu khóa em bỏ vào này. Ok ha. Trên cái dây kéo mình lên tới đây là mình ngưng thôi, không bao giờ kéo lên đây làm gì, có đoạn đây trên này làm gì. À, chỗ này nó bị cắt ngang đây một chút. Rồi con này em bán 1,7 triệu mã 42. 1,7 triệu mã 42 nha em. 1,7 triệu mã 42. Em kéo dây kéo cho anh em này. Nếu như anh em mà không trần, để mai em trần lại cái đoạn này cho. Không trần là anh em sẽ bị bay cái đầu này ra ngoài. Em bỏ cái đầu khóa bị ngược. Bỏ đầu khóa bị tàu lao. Rồi chút nữa em bỏ nha. Chút nữa em bỏ vào nha. Giờ mà múa mà máy như thế này thì không biết bao giờ mới like được cho xong. Mà đưa ra thì sợ rớt. Rồi xong. Xong rồi, xong rồi. Ok nha anh em. Anh em chỉ cần lên tới đây. Khi em trần cái chỗ này lại thì dây kéo mình chỉ có lên tới đây thôi. Còn trên phần cổ này thì mình có thể cài bằng miếng dán. Đó. Thì chả có thẩm mỹ nào, không có ảnh hưởng gì tới cái áo cả. Khi mình cài như vậy chứ cài gì lên tít trên cổ này làm gì. Rồi ok ha. Ai chốt con này chốt cho em 1,7 triệu mã 42. Con này tem này. Tem mạc này. Tem mạc ha. Rồi tiếp một con này nữa. Con này là dây kéo nhựa luôn anh em ơi. Dây kéo nhựa, thân nhựa, cổ nhựa. Con này size medium short. Medium 70 đến 80 kg, short là dưới 1m7 nha anh em. 1m60 đến 1m7 ạ. Dài áo của nó là 74. Dài áo là 74. US uniform. Dây trên dây dưới đầy đủ ha anh em. 96-97% độ mới này. 96-97% độ mới. Không có cái gì để báo hết. Con này chỉ bị một chút dơ ở trên vai này thôi. Không có cái gì để báo hết. Rồi con này em bán giá là 1,100 triệu mã 43. Ông này nói hoài mà vẫn cứ dán ở ngay cái ngay đằng sau cổ. Cái này là nó bung chỉ nha anh em. Mai ai chốt cái này nhắc em sẽ đạp lại cho anh em. Không có để anh em về đạp nữa. Trong này thì bằng chất vải bublin ha. Nó bị bung chỉ ra thôi. Chốt giùm em con này 1,1 triệu mã 10 mã 43. Tiếp một con này mới cứng luôn. Mới mà vải còn cứng luôn. Con này size medium regular. Medium regular 70 đến 80 kg và cao 1m7 trở lên. Dài áo 81. Mới chưa sử dụng luôn anh em. Con này là chưa có sử dụng luôn đấy. Mới là như chưa có sử dụng luôn đấy. Đấy. Mới chưa sử dụng anh em. Con này là chưa có sử dụng, chưa cấp phát tem luôn. Kêu giãn đây mà cứ... Thì trước khi mình cầm mình đạn đây, mình mặc của mình giãn lên lái. Giãn được mình cứ thấy mực mã. Cũng lại nhưng mà lộn xộn nó biết. Người ta được thấy mình mất cái tên. Rồi ai chốt con này. Con này mới kẹn 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 vậy mà. Con này là mã 45. Chốt cho em 1,2 triệu. Con này mới nhất chuồng hồi nãy giờ đây. Con này là chưa có sử dụng luôn. Em dám tự tin con này chưa có sử dụng luôn. Em bán bằng mấy con hồi nãy luôn nha. 1,2 triệu. Con này đáng lẽ là bán mắc hơn mà bán này là mấy anh nảnh mất á. Chất vải rất là lì luôn nha anh em. Cho anh em dòm cái vải của nó này. Không. 1,2 triệu mã 45.
một con nữa, anh em nhìn cái vải của nó này. Con này thân nhựa, cổ nhựa. Một khi anh em đã chơi con rần ri mà dù mà đời dây nhựa thì nhìn nó lì cái vải là đã ok rồi, không cần phải là phải lo lắng nữa. Ngoại trừ là những con mà nó xù lông thì anh em chưa quen thì phải giải thích thôi. Còn nó đã lì vải thì hơi bị đỉnh rồi. Nhất là vải ngang size medium rare lơ luôn anh em, 70-80kg và cao 1m7 trở lên luôn. Dài áo 81. Có một cái tem US Army. Hai dây trên dưới đầy đủ hết anh em. Ở đây nó bị dơ một chút xíu xíu này. Ở ống tay cũng nó bị dơ một chút anh em. Đây, 3 chấm nha. Bên này thì ổn hết. Sau đều đẹp, con này 96% đẹp nha em. 96 nhảy qua 97 được đó. 96 gần nhảy qua 97 được luôn á. Bên trong này. Rồi ai chốt con này chốt em 750.000 mã 40. 750.000 mã 40. Rồi tiếp một con này nữa nha em. Con này mới quá. Con này mới. Thực sự là rất là mới. Con này size medium long. Medium short và medium long. Áo thì mới mà tem thì không được mới lắm. Medium short. Con này á, áo thì nó rất là mới nhưng mà tem này. Ôi da. Các anh bị săn tô rồi, sorry nha. Dạ, áo thì rất mới mà tem này nó bị xù lông này này. Tem là ông này bận là bị ma sát cái phần tem nha anh em. Cái phần cổ cũng bị dơ này. Đó, phần cổ cũng bị dơ này. Áo thì rất là mới anh em ạ. Dài áo 76, medium short. Medium 70-80kg, cao 1m7 trở lại anh em. Con này màu áo thì rất là mới. Em báo cáo anh em màu áo cực mới luôn. Màu áo cực mới luôn. Mà cái cổ áo với cái ấy bên trong thì lại áo này cho 96-97% nha em. Cái gấp, rất gấp này. Đẹp không? Trời ơi, cái màu áo này nó nổi thiệt á. Màu áo nó đẹp quá trời luôn. Rồi con này là 1 triệu mã 39. 1 triệu mã 39 nha anh em. Con này đẹp quá. Cái bệt này bệt màu trắng, bệt bạc. Con này bệt bạc anh em ạ. Sao mà cái bệt này là cứ hấp hồn em hả? Đây một tem này anh em này. Hai cái tem. Con này được có hai cái tem ạ. Cái này gọi là bệt bạc. Bệt bạc nó nổi con áo này lên này. Rồi ai chốt chốt giùm em hả? Tiếp một con nữa này. Cho anh em xem đầu tiên là cái xem vải đi đã. Mới quá. Mới quá. Cái lót là giống như cái lót lót trứng sáo luôn á. Cái chất vải búp lin luôn này. Tem này. Size medium rare 70-80kg và cao 1m7 trở lên. Dài áo 80. Cực đỉnh luôn nha anh em. Cực đẹp, cực đỉnh, cực điểm luôn. Mới và dày và đẹp. Con này là 98%. 98% đồ mới. Cái màu anh em nhìn thấy cái ruột của trong giống cái con lót trứng sáo. Lót xám à. Chưa có sử dụng luôn. Con này 1 triệu 3 mã 38. 1 triệu 300 mã 38. Hồi nãy em đọc con kia có 1 triệu 2 nhá. Con này có mấy cái tem nữa này. 1 triệu 3 mã 38. Tiếp một con thân đồng, cổ đồng. Nhưng mà màu của nó là nhìn cũ nha anh em. Do cái màu mốc này anh em nhìn thấy màu mốc chưa. Màu mốc của nó là nhìn con áo cũ nha. Nhưng mà chất vải rất là mềm mại. Tem trắng này. Size medium rare 70-80kg và cao 1m7-1m74 cái cổ anh em này. Cái cổ ông này ông lười, ông chơi chưa có giặt luôn á.
Chắc ăn chưa? Ông này ông không muốn ngoắc cái dây kéo đi kéo lại, ông cài lại luôn. Ông may luôn. Khỏi phải lăn tăn này. Dài áo 74. Chưa ra ngoài kia nữa này. Cái nắp túi nha anh em. À, kêu nó gửi vào chứ mình ra làm gì hả? À, quên này, cái dù kia nhé, cái dù này. Đang nói dù này. Con này là mất dây trên, dây dưới, mất hết anh em à. Ông này có vấn đề gì á, ông này ông chơi độc hàng quá này. Ông này có vẻ ông thích chơi theo ý của ông à. Dây rút là ông tút, ông quăng hết. À, còn cái ruột thì ông chân lại hết ha. Cái ông này không có đủ hàng nha. Anh em dòm kỹ giùm em này. Thường cái tà này là nó đốc lên ông này, ông đưa ông trần cái mép lại luôn. Ông không cho bung ra, ông cho bay phất phớt. Hai cái dây ruột ông lục, ông quăng hết. Còn dây kéo cổ ông cũng trần luôn. Anh em về mở bung ra giùm em cái nha. Màu mốc nhưng áo còn đỉnh 96-97% nha em. Màu mốc anh em để giùm em màu mốc nha. Màu đen mốc. Màu mốc mốc lúc lúc. Rồi ai chốt con này chốt cho em 1.037.000 à. Con này cặp dây đồng mà bán có 1.000.000 này. Cặp dây đồng được 500.000 rồi đó. À, về công anh em mở ra ha. Một tem, hai tem nữa này. Ba cái tem. Ai thích sưu tầm dây đồng này chốt cho em 1.000.000. Còn một con cuối cùng nữa này. Con này cực đẹp luôn. Đẹp như vậy, thương em thì đẹp như vậy, đỡ phải like. Đây, dây nha em. Con này medium long, medium short. 60-70-80 kg. Con này dài 77 nha. 70-80 kg và cao dưới 1m7 nha em. Áo này mới quá, 98% luôn nha em. 1.300.000 mã 36. 1.300.000 mã 36. Đẹp không? Bận một con áo nó mới kẽn cũng rất là thoải mái nha mày. Mình đi đâu mình cũng nghênh ngang tự tin là vẫn con áo mới đẹp. Nghênh cũng nghênh vừa vừa người ta đập chết chả. Thấy kinh kê rồi đi cười. Rồi em xin cảm ơn. Bye, hẹn các anh hiệp ba nhé. Hay quá sao cười.